Xin chào các bác. Đấy, thì hôm nay em quay video đó cho quá nhé. Mấy hôm vừa rồi thì dọn kho, dọn kiếc đấy, chuyển kho các thứ rồi rất là bận. Thế là em cũng nên em chưa lên được video. Đấy, thì hôm nay tranh thủ lên một vài video rồi chiều tiếp tục chiến đấu tiếp các bạn. Đấy thì hôm nay thì lên cho quá là một con giải mã của Onkyo. Đấy, con này có mã là X7A. Đấy, X7A nha các bác nhá. Đấy, con này giải mã hay lắm. Giải mã dòng 24 bit rất là hay. Đấy. À, ngoài yếu tố giải mã thì các bác có thể làm công suất cũng ok. Ví dụ như con này các bác làm giải mã thì có đây, các bác chỉ việc mua cho em đường quang cắm vào cổng in này. Đấy, cắm vào cổng in này nhá. Đấy, để làm đường quang này. Đấy, còn cổng và cổng ra. Tuy nhiên thì làm giải mã thì thông thường là các bác sẽ lấy qua đường AV. Ví dụ như các bác có thể là dùng vang tức là lấy tín hiệu từ TV nhá, cắm vào đây. Sau đó lấy tín hiệu AV này, lấy cổng out này. Con này nó có hai cổng ra này. Thì các bác chọn cổng này được hoặc cổng này cũng được. Đấy, thì mình sẽ lấy cổng out ra thì mình sẽ xuất vào những ví dụ như là âm ni để hát karaoke này hay là cắm vào vang này. Đấy, vang thì có thể là mình cắm qua đường AV được bởi vì là cái vang này nó sẽ có cái đầu AV in thì mình có thể cắm vào đường AV in này được. Đấy, thì mình xuất ra được chưa? Đấy, để lấy tín hiệu là giải mã từ TV xuống đấy. Cắm để hát karaoke này hay là ghép vào những cái dàn để nghe nhạc. Đấy, nghe nhạc ví dụ như những cái bộ dàn to mà không kết nối được Smart TV. Bởi vì Smart TV thì nó chỉ có một là đường quang, hai là đường chân tai nghe, nhưng thông thường thì nó sẽ dùng đường quang. Mà những con Omni nghe nhạc có bác ở nhà thì hiện tại thì có những con thì nó chỉ dùng AV, đấy thì lại không kết nối được, thì mình có thể dùng qua cái con giải mã này, dòng giải mã 24 bit này, nó sẽ xử lý tín hiệu và nó xử lý tín hiệu xong thì nó sẽ xuất ra đường AV và mình lấy tín hiệu từ đây cắm vào đấy Omni để hát karaoke hoặc là Omni nghe nhạc, nó rất là hay. Thì đấy là cái tính năng của con giải mã này nhá. Con này công suất của nó là 48 và hàng xuất xứ tại Nhật, tức là hàng sản xuất tại Nhật này. Đấy, Made in Japan nhá. Đấy. Đấy, hàng sản xuất trực tiếp tại Nhật luôn. Đấy thì những con này thì các bác sau này mà ví dụ có làm công suất, tức là mình có thể là mua những cái cặp loa giờ như này, không làm giải mã nữa thì mình có thể mua những cặp loa giờ như thế này, bất kể một loại loa nào đấy của các cái hãng ở đây. Đấy, sau đó thì mình sẽ ghép vào đây, cầu loa ở đây. Đấy thì mình sẽ có thể thành một bộ dàn mini. Đấy, ví dụ như cái bộ kia, đấy có thể ghép vào thành những cái bộ dàn mini như thế này. Đấy thì đấy là một cái rất là hay. Còn nếu như các bác mua cái dòng giải mã bao diêm nha, em thật các bác này, không phải là chê bai gì đâu, giải mã bao diêm thì nó chỉ bằng nhà thôi, cái bé này thôi, mà con đấy thì nó chỉ là chức năng chính của nó chỉ làm giải mã thôi. Mà giải mã lại không được hay, tức là nếu mà nói bảo là cái con tầm khoảng 200-300 hoặc 300-400 ấy thì em nghĩ là nó không có cửa để so sánh với những con này. Còn mua những cái con mà tầm khoảng 900 hoặc 1 triệu, hơn 1 triệu. Đấy. Thì thay vì như vậy thì các bác lấy luôn con này. Nếu mà mua cái con giải mã tầm khoảng 900 hoặc hơn 1 triệu thì lấy con này luôn. Bởi vì con này giá chỉ có bao nhiêu? Nick 7A này hôm nay nhà em khuyến mại, vâng. Giá chỉ còn có bao nhiêu? Vâng, một con duy nhất trong ngày hôm nay xả sốc còn bao nhiêu ạ? Còn 990.000. Một con X7A này, 990.000. Cho bác nào nhanh tay luôn ngay cho em nhá. Đấy, hôm nay khuyến mại một con duy nhất còn 999.000. 990.000 nhá. Đấy, 990.000. Đấy, chốt lại là 990.000. Xả một con duy nhất. Con này là con X7A bình thường, con này của nó là 1 triệu tư. Đấy, nhưng bác nào chốt thì nhanh tay alo luôn cho em qua số là 0966 594 581 hoặc số 0979 891 682 để chốt cái con X7A này nhá. Con này thì em chỉ bán cho bác về làm giải mã và làm công suất. Còn CD này thì bác nào cần thì về tự kiểm tra và tự test cái này nhá. Đấy, con này em chỉ bán phần công suất, ok chưa? Đấy, thì hình thức thì các bác có thể nhìn qua này. Đấy, hình thức thì các bác có thể nhìn qua nhá. Đấy, hàng bãi nhưng mà tuyệt vời. Đấy, thậm chí đây có cả vẫn còn các cái tem mác em sẽ để nguyên. Đấy, ở đây thì em còn gọi là chưa vệ sinh kỹ cho lắm. Đấy, còn nếu mình mà vệ sinh thật kỹ hơn nữa thì nó còn long lanh và đẹp hơn nữa. Đấy, tuyệt vời các bác nhá. Đấy. Thì mọi thông tin cứ liên hệ trực tiếp cho em qua cái số là 0966 594 581 hoặc số 0979 891 682. Hay là có thể qua trực tiếp cửa hàng, qua địa chỉ số 57 đường Nguyễn Hòa, phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội quý vị nhá. Vâng, đấy thì sau đây em sẽ test cái đường quang cho các bác luôn. Đây các bác này. Đấy, hiện tại thì dây quang đây các bác nhá. Đấy. Em đang cắm dây quang này. Ví dụ các bác mà rút quang thì nó sẽ không có nhạc đâu nhá. Sau khi cắm tivi thì đường quang nó sẽ đỏ như vậy. Đấy, và các bác chỉ phải cắm vào cổng in. Đấy. Và việc còn lại của mình thì có thể lấy cái đường AV này mình xuất xuống tín hiệu âm ni hoặc là vang để hát nhé.
Đây. Đấy, thì đấy là đường giải mã các bác nhá. Đấy, làm giải mã, còn bác nào thích kết nối với điện thoại thì mình có thể là cắm đường điện thoại như này. Đó, xong mình kết nối, còn lấy đường tín hiệu AV ra thì mình có thể là mua những cái jack AV như vậy, mình cắm từ đây ra này. Đấy, ra từng ao hai cổng này để xuất tín hiệu ra. Đấy, còn nếu mà ghép vào loa nghe nhạc thì đây, có thể ghép như vậy. Đấy, làm giải mã rất là hay. Vâng, con này là con X7A nhá. Đấy, như nó nói rồi, giá này khuyến mại chỉ có bao nhiêu? 990.000. Cho bác nào những tay alo ngay cho em trong ngày hôm nay. Vâng, xin chào và hẹn gặp các bác tại video tiếp theo bên em nhé.